Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry. Tây Tạng, một trong những trung tâm Phật giáo lớn nhất và lâu đời nhất trên thế giới. Tây Tạng, một trung tâm văn hóa và du lịch tuyệt vời mà bất cứ ai cũng muốn đặt chân tới một lần. Đó là những gì mà chúng ta cảm nhận được khi nghĩ tới hai chữ Tây Tạng. Thế nhưng, với riêng người Trung Quốc, hai chữ Tây Tạng lại gợi lên cho họ nhiều vấn đề hơn là chúng ta nghĩ. Đây là một trong những khu vực bất ổn nhất Trung Quốc. Tây Tạng cùng với Tân Cương, Nội Mông, Ninh Hạ và cộng đồng người Choang ở Quảng Tây là năm khu tự trị được ví như năm cơn đau đầu kinh niên của chính quyền Bắc Kinh. Tây Tạng, ngoài những giá trị về văn hóa và du lịch, cũng mang trong mình những giá trị vô giá về kinh tế và an ninh quốc gia, vô cùng quan trọng với người Trung Quốc. Và đó là lý do mà năm 1950, chính quyền Bắc Kinh đã phải giải phóng Tây Tạng và đưa những người dân Tây Tạng chính thức được tự do và trở về vòng tay của nhà nước Trung Quốc. Đây là một câu chuyện dài và trong khuôn khổ video này, Battle Cry sẽ không bàn tới. Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau bàn tới những lý do khiến Tây Tạng trở thành vùng đất quan trọng bậc nhất với chính quyền Bắc Kinh. Tây Tạng sẽ trở thành con át chủ bài trong chính sách đối nội và đối ngoại của Bắc Kinh nếu họ kiểm soát được nó. Ngược lại, nếu để tuột khỏi tầm tay, chính nó sẽ trở thành mũi giáo sắc nhọn và đâm thẳng vào trái tim quyền lực của Trung Hoa. Sau đây sẽ là những lý do chính khiến Tây Tạng lại trở nên đặc biệt đến vậy. Vị trí địa lý và an ninh lãnh thổ. Kiểm soát Tây Tạng nằm trong kế hoạch an ninh quốc gia với 3 mục tiêu chính, đó là biên giới, khoáng sản và nước. Vị trí chiến lược của Tây Tạng cực kỳ quan trọng, chiếm một phần quyết định tới an toàn lãnh thổ của Trung Quốc. Khu tự trị Tây Tạng hiện nay chiếm khoảng 13% diện tích của Trung Quốc, nhưng đó thì mới chỉ là khu vực mà chính quyền Bắc Kinh quy định. Tây Tạng cổ rộng gấp đôi khu vực đó và hiện tại vẫn còn rất nhiều người dân Tây Tạng sống rải rác tại các khu vực này. Biên giới phía Tây của Tây Tạng cũng như Trung Quốc chính là dãy Himalaya. Nó tách Trung Quốc khỏi Ấn Độ, Bhutan và Nepal. Và chính đường biên giới tự nhiên này đã khiến Tây Tạng trở nên đáng giá như vậy. Những ngọn núi hiểm trở và khí hậu cực kỳ khắc nghiệt khiến việc vượt biên giới từ cả hai phía đều trở nên bất khả thi. Thử tưởng tượng một cuộc hành quân qua biên giới, họ sẽ phải vượt qua dãy Himalaya để chết chóc, mất tới hơn 3 tuần, sẽ làm nản chí bất cứ kẻ xâm nhập nào, hơn là một bức tường thành bê tông hay những phòng tuyến dây thép gai. Và nhất là nếu kẻ xâm nhập đó là quân Ấn Độ chẳng hạn. Trung Quốc và Ấn Độ vốn là kình địch đã lâu, hai nước này đã giao tranh gần biên giới Tây Tạng Ấn Độ nhiều lần. Và điều gì sẽ xảy ra nếu Tây Tạng là một quốc gia độc lập, tự chủ? Bạn nghĩ Tây Tạng sẽ chọn quốc gia nào là đồng minh để giao thương hàng hóa hoặc tập trận chung? Về cơ bản, có lẽ chúng ta cũng sẽ không thể có được một câu trả lời chính xác. Nhưng chỉ cần tỷ lệ không phải là 100% cũng đã đủ khiến Trung Quốc không thể để Tây Tạng có quyền lựa chọn rồi. Khác với mặt phía Tây, mặt đông của Tây Tạng, tức là mặt hướng về phía nội địa của Trung Quốc, mặc dù cũng có những dãy núi lởm chởm, thế nhưng chúng thì không thể so sánh được với độ hiểm trở và hùng vĩ với dãy Himalaya. Thêm vào đó, các tuyến đường bộ và đường sắt đã liên tiếp được xây dựng để nối liền nội địa Trung Quốc với Tây Tạng. Nên về cơ bản, Tây Tạng không còn ở thế bất khả xâm phạm nữa, ít nhất là từ hướng đông. Trung Quốc vốn đã hiểu vấn đề biên giới này từ lâu. Khi lính của thực dân Anh xâm nhập Tây Tạng từ Ấn Độ vào đầu thế kỷ 20, nhà Thanh khi đó đã vô cùng hoảng sợ vì họ biết rõ hậu quả của việc để quân đội thực dân kiểm soát khu vực đó là nguy hiểm như thế nào. Ngày nay, Trung Quốc cũng không hề muốn một đội quân nào đó liên minh với Ấn Độ lảng vảng ở khu vực Tây Tạng một lần nào nữa. Bởi về cơ bản, chỉ cần qua được dãy Himalaya thì chẳng còn đường biên giới hiểm trở nào sẽ ngăn cản những đội quân trả xuống từ cao nguyên Tây Tạng vào sâu trong nội địa của Trung Quốc. Suy cho cùng, những người hàng xóm tốt với nhau khi mà biên giới giữa họ vẫn còn tốt, và khi mà đường biên giới không còn nữa thì không ai dám chắc là họ có còn tốt với nhau nữa hay không. Mỏ vàng, khoáng sản. Nguyên nhân thứ hai khiến Trung Quốc muốn kiểm soát Tây Tạng đó chính là khoáng sản. Cao nguyên Tây Tạng có lượng khoáng sản dự trữ ước tính trị giá khoảng 130 tỷ đô, bao gồm rất nhiều các nguyên liệu chính dùng trong chế tạo như sắt để sản xuất gang thép, vàng để chế tạo tổ điện tử và chì để chế tạo đạn. Pin, chì để chế tạo pin. Ngoài ra thì còn rất nhiều kim loại quý khác như liti, thủy ngân và uranium. Trong suốt hàng thập kỷ, Trung Quốc đã phải nhập khẩu rất nhiều loại khoáng sản làm nguyên liệu để phát triển các ngành sản xuất công nghiệp nội địa lớn mạnh như bây giờ. Trung Quốc thì đang khuyến khích các doanh nghiệp trong nước khai khoáng ở Tây Tạng rất nhiều.
ví dụ như là miễn tuân thủ các nguyên tắc bảo vệ môi trường phiền phức. Lý do Trung Quốc coi trọng các mỏ khoáng sản tại Tây Tạng đến vậy, đó là vì các quốc gia khác đã bắt đầu áp các loại thuế xuất khẩu lên khoáng sản để hạn chế việc hút mỏ khoáng sản đến từ Trung Quốc. Chính vì vậy, chính quyền Bắc Kinh muốn nhanh chóng triển khai khai thác các khoáng sản ở Tây Tạng để không làm gián đoạn các quy trình phát triển sản xuất trong nước. Sức mạnh vô cực của nước. Nguyên nhân quan trọng thứ ba cũng chính là nguyên nhân quan trọng bậc nhất khiến Trung Quốc muốn kiểm soát Tây Tạng, đó là nước, thứ mang trong mình sức mạnh địa chính trị cực kỳ khủng khiếp. Nếu như đã từng xem qua bộ phim điện ảnh The Avengers Infinity War hay cuộc chiến vô cực của Marvel Studio, hẳn biết tới sức mạnh vô song của chiếc găng tay vô cực, cũng như 6 viên đá cấu thành nền vũ trụ của gã ta thần điên Thanos. 6 viên đá vô cực có sức mạnh lớn tới nỗi có thể hủy diệt sự sống của toàn vũ trụ chỉ với một cái búng tay của Thanos, hoặc cũng có thể hồi sinh cả vũ trụ nếu nằm trong tay của biệt đội Avenger. Tây Tạng cũng như vậy, nó cũng sở hữu 6 nguồn sức mạnh có thể ảnh hưởng tới sự sống còn của hàng tỷ con người. Thứ sức mạnh vô cực đó được gọi là nước, hay chính xác hơn là nguồn nước. Cao nguyên Tây Tạng là nơi khởi nguồn của 6 con sông lớn là Hoàng Hà, Dương Tử, sông Ấn, sông Hằng, sông Mekong, sông Brahmaputra. Trong đó có 2 dòng sông lớn đã nuôi sống người Trung Quốc hàng nghìn năm qua là sông Hoàng Hà và sông Dương Tử. Thử tưởng tượng nếu Tây Tạng độc lập và quyết định xây đập chắn các dòng sông này hay là chuyển dòng chảy của chúng thì đó sẽ là một thảm họa với Trung Quốc. Vì sao mà Trung Quốc lại lo sợ điều này đến vậy? Đơn giản là bởi vì chính bản thân Trung Quốc cũng đang làm điều này với các quốc gia khác. Tại con sông Brahmaputra bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng, chảy qua Đông Ấn Độ và Bangladesh, đó là con sông cực kỳ quan trọng với hai quốc gia này. Nhưng Trung Quốc đã và đang xây đập ngăn nó lại. Nhà máy thủy điện Tạng Mộc, công trình thủy điện lớn nhất Tây Tạng, được chính quyền Bắc Kinh hoàn thành và đi vào hoạt động vào năm 2011 với công suất lên tới 2,5 tỷ kWh, đủ cho nhu cầu của 600.000 dân. Ấn Độ thì cực kỳ lo ngại về vấn đề này và đã liên tục trao đổi với phía Trung Quốc. Thế nhưng, câu trả lời từ phía Bắc Kinh đó là dự án về khoảng 20 con đập khác sẽ tiếp tục được xây dựng dọc theo con sông này. Câu chuyện thậm chí còn chưa dừng lại ở đó. Trung Quốc có dự định thay đổi dòng chảy của con sông tới một số vùng khô hạn khác nằm sâu trong nội địa của Trung Quốc. Như vậy, lợi ích từ con sông mang lại sẽ đổ dồn về phía Trung Quốc, trong khi Ấn Độ và Bangladesh sẽ biết tước đi điều đó mà họ chẳng thể làm gì bởi thượng nguồn con sông giờ đây đã nằm trong tay của Trung Quốc. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng kiểm soát nguồn nước của sông Mekong, con sông chảy xuống khu vực Đông Nam Á, bao gồm Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam. Sở hữu cao nguyên Tây Tạng cùng với hơn 87.000 con đập lớn nhỏ, Trung Quốc đang nắm ưu thế về đầu nguồn của tổng cộng là 10 con sông lớn, cung cấp nước cho gần 2 tỷ người ở các nước phương Nam. Với việc kiểm soát được Tây Tạng và chiếm lĩnh thượng nguồn, ngoài việc Trung Quốc có thể thu lợi khổng lồ từ các con sông này như nguồn điện năng, nguồn nước sinh hoạt, tưới tiêu, sản xuất hay giao thông và thương mại đường thủy, thì Trung Quốc còn có thể tạo nên một cuộc chiến tranh nước. Vậy chiến tranh nước là gì? Các bạn có thể hiểu đơn giản, đó là việc Trung Quốc nắm những con đập trong tay. Họ có thể khiến Ấn Độ gặp phải những thảm họa về thiên nhiên như động đất hay lũ lụt khi mà các con đập này bị phá một cách tự nhiên hoặc là cố ý. Trong quá khứ, Ấn Độ từng chịu thiệt hại nặng nề tới 30 triệu đô khi mà các con đập của Trung Quốc bất ngờ xả lũ. Những trận lũ quét còn khiến cho 500.000 người ở miền Đông Bắc Ấn Độ mất nhà cửa. Ngoài lũ lụt, các đập thủy điện của Trung Quốc cũng được cho là nguyên nhân của những đợt hạn hán khắc nghiệt nếu họ không xả nước. Về mặt ngoại giao và chính trị, Trung Quốc cũng hoàn toàn có thể dùng những con sông này như một quân bài chiến lược để mặc cả, tạo sức ép hoặc duy trì ảnh hưởng của mình lên các quốc gia láng giềng. Cao nguyên Tây Tạng là một vùng đất chiến lược có tầm ảnh hưởng rất lớn về kinh tế, chính trị, xã hội và quân sự của hàng chục quốc gia khác, cũng như gần 2 tỷ con người. Và đó là toàn bộ lý do vì sao mà Trung Quốc không muốn để mất Tây Tạng và tìm mọi cách để kiểm soát vùng đất này chặt tới vậy. Còn các bạn, quan điểm của các bạn về vấn đề này như thế nào? Hãy cho chúng mình biết ở phần bình luận bên dưới nhé!